Dạ vâng, và xin chào tất cả các anh chị khách hàng yêu quý của Luxury Care. Và chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm của Luxury Care. Thì có một tin rất là đặc biệt mà Luxury Care muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, là ngày hôm qua bên em vừa nhập về một chiếc đồng hồ cây Bollinger cực kỳ đẹp và cực kỳ độc đáo. Nó khác hoàn toàn so với những mẫu đồng hồ cây Bollinger khác. Thì do hôm qua ấy, thì hàng về cũng khá là muộn, thế nên là bên em cũng chưa có thời gian để làm video giới thiệu đến tất cả các anh chị. Thì hôm nay bên Luxury Care có làm một video nhỏ nhỏ để xin phép là giới thiệu sản phẩm mới này đến với tất cả các anh chị. Thì hy vọng rằng cái sản phẩm mới này của Luxury Care sẽ là một sản phẩm độc đáo và được nằm trong căn hộ tuyệt đẹp của tất cả các anh chị. Thì bây giờ xin phép là mời tất cả anh chị hãy cùng với em theo dõi xem cái sản phẩm mà Luxury Care nói là vô cùng độc đáo và khác biệt hoàn toàn so với những chiếc Bollinger khác, đó là gì. Thì xin mời tất cả anh chị hãy cùng với em đi vào chi tiết sản phẩm. Dạ vâng, và đây là chiếc đồng hồ Bollinger của Luxury Care hôm nay muốn giới thiệu với tất cả các anh chị. Thì những các anh chị đã được nhìn thấy ở đây thì những chi tiết trên chiếc đồng hồ Bollinger này hoàn toàn được làm bằng đồng đúc nguyên khối và bên ngoài được mạ vàng 24K. Từ những chi tiết trang trí này, đấy, những chấu của nó này, hay là những chiếc phù điêu đều được bằng vàng 24K mạ trên chất liệu đồng nguyên khối, cực kỳ đẹp và cực kỳ tinh tế. Và cái điểm đặc biệt nổi bật của nó ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy đây, trên đỉnh của chiếc đồng hồ đó là một tượng của một thiên sứ đang cầm chiếc kèn và ngọn đuốc. Thì theo như cái cổ truyện ngụ ngôn của Pháp ấy, thì thiên sứ này là người luôn luôn là thông báo tin vui trong những trận chiến diễn ra một cách khốc liệt. Và thiên sứ này sẽ có nhiệm vụ là thông báo tin vui. Và như cái phần mặt số của anh chị có thể được nhìn thấy ở đây. Đấy, phần bên ngoài anh chị thể nhìn thấy đây là những bức phù điêu của những nữ thần. Và bên trong phần mặt số đây, các anh chị có thể nhìn thấy. Và em sẽ mời bạn cameraman quay sát vào phần mặt số cho anh chị xem. Phần mặt số được bằng đồng nguyên khối này, những cái cọc số này là cọc số nổi tráng men, số La Mã. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy rõ ở đây. Và nhà sản xuất cực kỳ là tinh tế. Tinh tế ở đây là điểm gì? Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây thì nhà sản xuất đã đệm thêm một lớp vải dệt thủ công bằng tay, để khi mà mình có đóng đồng hồ ấy, thì nó sẽ giảm cái độ xước đến cái bề mặt của nó. Và tổng thể của chiếc đồng hồ này, từ chất liệu đồng mạ vàng 24K cho đến màu sơn là màu nâu trầm cực kỳ nổi bật, làm tôn lên cái dáng vẻ của chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn là bằng gỗ vụn tự nhiên lâu năm. Thì đây, anh chị có thể cảm nhận được cái chất lượng cũng như cái sự sang trọng đẳng cấp của nó. Và một điều là lý do tại sao em lại bảo là chiếc đồng hồ Bollinger này nó lại khác so với những chiếc đồng hồ Bollinger khác, thì các anh chị có thể đi vào chi tiết của cái phần chân đế của nó ở đây. Thì thay vì cái phần chân đế nó giống những chiếc Bollinger khác, nó là phần chân vòng kiềng ở bành da, thì nó chỉ có tác dụng để đỡ cái đồng hồ này thôi. Thì ở với so với cái phiên bản này ấy, thì nhà sản xuất đã thay vào nó bằng chiếc tủ. Thì theo như nghiên cứu của bên Luxury Care ấy, thì cái chiếc tủ và kèm chân đế này ấy, thì ở bên châu Âu người ta hay đựng một số những cái vật dụng liên quan đến phòng ăn và phòng bếp, ví dụ như là dao, dĩa và đĩa. Thì các anh chị có thể xem phần trong tủ, người ta cũng rất là tinh tế khi là toàn bộ phần trong đều được bọc bằng nỉ.
rất là êm ái và nâng đỡ. Và tổng cộng của chiếc tủ này sẽ gồm có 7 chiếc ngăn kéo. Toàn bộ tay nắm của tủ này đều bằng đồng nguyên khối và mạ vàng 24K. Thì em xin mời tất cả các anh chị hãy cùng xem lại tổng thể chi tiết của chiếc đồng hồ vô lê này. Dạ vâng, và vừa rồi thì tất cả các anh các chị đã cùng với em xem hình ảnh chi tiết của sản phẩm chiếc đồng hồ cây vô lê này. Thì mọi thắc mắc thì các anh chị có thể qua trực tiếp 53 Trịnh Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc gọi vào số hotline 0376 955 555, thì bên em sẽ hỗ trợ và giải đáp tất cả thắc mắc của anh chị về giá cũng như là chính sách bảo hành của bên Luxury Care. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi clip này, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video tiếp theo của Luxury Care. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.